Giá dầu thô WTI tiếp tục chịu áp lực suy giảm khi thị trường gia tăng lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của Trung Quốc sẽ thấp hơn kỳ vọng. Ngoài ra, việc đồng đô la Mỹ mạnh hơn cũng gây áp lực lên giá dầu. Chỉ số đồng đô la tăng nhẹ trong phiên thứ 3 liên tiếp khiến cho dầu đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Tiệu chung lại, mối lo ngại về nhu cầu dầu và sức mạnh của đồng đô la Mỹ đã làm lu mờ các dấu hiệu thắt chặt nguồn cung tại Mỹ, quốc gia khai thác và tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, giá dầu thô phần nào được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy lượng tồn trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 4,4 triệu thùng. Con số này cao gấp nhiều lần so với dự báo chỉ giảm 33.000 thùng của giới phân tích. Hiện thị trường đang chờ đợi dữ liệu chính thức từ Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ AEA dự kiến sẽ được công bố vào lúc 21 giờ 30 phút tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị gia tăng đang giúp hạn chế sự sụt giảm của giá dầu. Trung tâm Thông tin Hàng hải Trung Biển Đỏ và Vịnh Aden cho biết một tàu chở dầu treo cờ Liberia đang đánh giá thiệt hại và điều tra khả năng xảy ra sự cố tràn dầu sau khi bị lực lượng Houthi của Yemen tấn công ở Biển Đỏ. Trên biểu đồ ngày, sau khi tạo đỉnh ở quanh mốc 84.6, dầu đã có nhịp giảm mạnh phá qua giao cắt các đường MA. Biểu đồ histogram âm và đang giúp dần cho thấy áp lực bán đang áp đảo, phe bán đang chiếm quyền kiểm soát thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra với Fibo. Kéo Fibo thì chúng ta thấy là dầu đã điều chỉnh xuống mốc Fibo 0.382 ở quanh ngưỡng 80. Nếu như vùng hỗ trợ này không giữ được giá, giá dầu có thể tiếp tục bị bán tháo xuống mốc Fibo 0.5 án ngưỡng quanh khu vực 78.6 đô. Trên biểu đồ H4, xuống hiện tại của dầu đang là xuống giảm, giá di chuyển trong kênh giảm giá song song với cấu trúc đỉnh đáy thấp dần và nằm hoàn toàn dưới các đường MA. Biểu đồ histogram âm nhưng đang ngắn dần, chỉ số RSI đang hướng lên trên từ vùng quá bán, kỳ vọng là giá dầu sẽ có sự phục hồi trong ngắn hạn. Trên biểu đồ H1, xuống hiện tại của dầu vẫn đang là xuống giảm, đồng thuận với khung thời gian H4, giá nằm hoàn toàn dưới các đường MA. Biểu đồ histogram dương và đang dốc dần, chỉ số RSI đang hướng lên trên mốc 50, cho thấy áp lực mua đang gia tăng trong ngắn hạn. Hiện tại giá đã phá qua MA20, các nhà đầu tư có thể cân nhắc kênh mua nhỏ ăn nhịp hồi với dầu quanh vùng 80.5 đến 80.7 trong nhịp này. Với chiến lược này, có thể cân nhắc dừng lỗ dưới mốc 79.8, biên dưới của kênh giảm giá song song, chốt lời quanh vùng kháng cự đỉnh gần nhất quanh mốc 82 đô, tỷ lệ RR tương đương 1/1.5. Mình xin dừng video nhận định xuống giá dầu ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai nào cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá dầu tiếp theo.